Giả sử xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều chỉnh về địa giới của Việt Nam trong liên bang Đông Dương thời kỳ bị thực dân Pháp nô dịch. Thời điểm trước khi thực dân Pháp xuất hiện, lãnh thổ Đại Nam phát triển đến điểm cực thịnh vào đời vua Minh Mạng. Khoảng những năm 1835, cương vực Đại Nam bao trùm toàn bộ Việt Nam cùng vùng cao nguyên Lào phía Tản Ngạn sông Mê Công và Trấn Tây Thành, vùng đồng bằng phía Nam Biển Hồ. Diện tích lãnh thổ đạt tới hơn 570.000 km vuông, gần gấp đôi diện tích 331.000 km vuông của Việt Nam hiện nay. Tuy vậy, từ sau đời vua Minh Mạng, Đại Nam suy yếu nhanh chóng và phải bỏ Trấn Tây Thành. Đến đời vua Tự Đức, Nam Phủ, Vũng Thơm, Cần Bột, Chân Sung, Sải Mạt, và Linh Quỳnh cắt lại về Cao Miên. Cũng trong 35 năm thời vua tự Đức, từ năm 1847 đến 1883, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đại Nam và hoàn thành quá trình này vào năm 1884 với Hòa ước Giáp Thân hay còn có tên khác là Hòa ước Patenot, gồm 19 điều. Trong đó, điều 1 chính là nước an nam thừa nhận và chấp thuận nền bảo hộ của nước pháp nước pháp sẽ đại diện cho nước an nam trên mọi quan hệ ngoại giao những người dân an nam đều đặt dưới quyền bảo hộ của nước pháp và cũng chính từ đây lãnh thổ đại nam có sự biến động lớn với hàng loạt các quyết định phân chia sát nhập đầu tiên đại nam bị pháp chính thức chia làm ba xứ bắc kỳ trung kỳ và nam kỳ với âm mưu chia để trị. Những tên gọi này trở thành công cụ chia rẽ dân tộc Việt Nam từ đó. Và cũng kể từ đây, những điều chỉnh địa giới của Pháp với lãnh thổ Việt Nam được bắt đầu. Năm 1887, Pháp nhân danh bảo hộ Đại Nam đã ký hiệp ước Pháp Thanh nhượng bán đảo Bạch Long, giải đất duyên hải xứ Quảng Yên cho nhà Thanh. Nay là thành phố Đông Hưng và khu vực phòng thành cảng Trung Quốc. Biên giới từ sông Dương Hà An Nam Giang trước kia nay lùi xuống phía Nam, lấy cửa sông Bắc Luân làm địa giới. Cũng trong công ước này, các điểm đảo trên vịnh Bắc Bộ cũng được xác lập rõ ràng. Theo đó, các đảo ở về phía đông của đường kinh tuyến đông 105 độ 43 phút Paris thì thuộc về Đại Thanh, còn các điểm ở phía tây thuộc về Đại Nam. Chính vì vậy, các điểm đảo quan trọng như Cô Tô hay Bạch Long Vĩ của Đại Nam chính thức được bản đồ quốc tế công nhận. Từ những điểm đảo này, Thời Pháp thuộc, lộ trình tuần tra trên biển định kỳ của Pháp khởi đầu tại vịnh Hạ Long đến cô Tô, Bạch Long Vĩ, vòng quanh quần đảo Hoàng Sa, quay lại dọc bờ biển Trung Kỳ rồi kết thúc quay trở lại Hải Phòng. Không chỉ cắt vùng duyên hải Quảng Yên, Pháp còn cắt 9 xã thuộc tổng Kiền Duyên và bát tràng của Quảng Yên, Đại Nam. Tại cực Bắc Đại Nam pháp cắt 3 phần tư đất tổng Tụ Long gồm cả khoảng 4 đến 5 xã trong 6 xã là Tụ Long, Tụ Thành, Tụ Nghĩa, Tụ Mỹ, Tụ Hòa cùng xã Bình Di và một phần xã Phấn Vũ thuộc tỉnh Hà Giang của Bắc Kỳ cho tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với diện tích khoảng 750 km vuông gần bằng diện tích tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Khu vực Tụ Long này cũng là nơi chứa nhiều mỏ khoáng sản và là địa bàn các triều đại Trung Quốc luôn thèm muốn. Sau năm 1887 này, đường biên giới phía đông bắc của Đại Nam không có sự biến động thêm nữa, thay vào đó là vùng biên phía tây bắc. Cụ thể, 7 năm sau, vào năm 1895, nhân cơ hội Đại Thanh thảm bại trong chiến tranh Thành-Nhật, Pháp ép nhà Thanh phải phân chia rõ ràng đường biên giới tại Tây Bắc. Theo đó, với Đại Nam, Đại Thanh phải cắt lại phần lớn vùng đất gồm các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Xìn Hồ, Tam Đường thuộc tỉnh Lai Châu, các huyện Mường Trà, Mường Nhé, Tùa Chùa thuộc tỉnh Điện Biên đang thuộc quyền quản lý của phần Nam chuyển về lãnh thổ của Bắc Kỳ Đại Nam. Chính vì vậy, vùng đất này thường bị những người chống phá một nước Việt Nam thống nhất nói rằng do thực dân Pháp ban cho Việt Nam, kích động chia rẽ tại đây tuy nhiên trên thực tế vùng đất này đã thuộc tầm ảnh hưởng của đại việt từ thời lý trần với tên gọi là đạo đà giang gồm hai phủ quy hóa bao gồm lào cai yên bái phú thọ vùng đất bờ trái sông hồng và xa hưng bao gồm sơn la mộc châu yên châu phù yên mai sơn thuận châu hòa bình vùng đất hạ lưu sông đà giữa sông đà và sông mã Đến năm 1466, nhà hậu Lê đời vua Lê Thánh Tông, vua đặt đạo thừa tuyên hưng hóa trên đất này. Đạo thừa tuyên hưng hóa bao gồm đất đai thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ ngày nay, cùng một phần lãnh thổ Lào thuộc các tỉnh Hủa Phăn, Sầm Nưa và một phần tỉnh Vân Nam Trung Quốc hiện nay. Tuy vậy, đến thời Lê Trung Hưng, khoảng những năm 1740 đến 1784, lúc này Đại Việt đang trong thời kỳ đằng trong, đằng ngoài. Nhà Lê mất hết quyền hành, nội bộ chúa trịnh lục đục, các vùng viễn biên của Đại Việt vì thế mà không yên. Các châu Khiêm, Tung Lăng, Lễ Tuyển, Hoàng Nham, Hợp Phì, Tuy Phụ của Phủ An Tây, Trấn Hương Hóa bị mất về tay Nhà Thanh, nhập vào địa giới Vân Nam phải mãi đến Công ước Pháp Thanh 1895, Đại Nam mới lấy lại được các châu hạ lưu sông Đà, kể từ châu Tùy Phụ, Mường Tè trở xuống. Nhưng đổi lại, lại phải cắt thêm các vùng đất còn lại của Tụ Long, tỉnh Hà Giang cho nhà Thanh. Sau năm 1895 này, lãnh thổ miền Bắc của Đại Nam với Đại Thành được ổn định. Ngoài ra, các vùng lãnh thổ khác của Đại Nam tại miền Trung và miền Nam bị Pháp điều chỉnh địa giới trong nội bộ Liên bang Đông Dương tại miền Trung, xứ Trấn Ninh bao gồm các phủ Trấn Man, hay còn có tên gọi là Trấn Biên, phủ Trấn Ninh, phủ Trấn Định, phủ Trấn Tịnh, phủ Lạc Biên và Cửu Châu Cam Lộ. Pháp cắt hết về cho Lào để hợp nhất với hai khu Thượng Lào và Hạ Lào, lập xứ Ai Lào trong liên bang Đông Dương thuộc Pháp. Tại miền Nam, năm 1870, Pháp cắt cho Cao Miền một phần vùng thượng nguồn giữa hai sông Vàm Cỏ Tây Vàm Cỏ Đông, vốn thuộc hai hạt Tràng Bàng và Tây Ninh. Phần lớn đất đai hai vùng này là vùng lồi Svay Riêng, nay thuộc tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Năm 1873, Pháp hoàn thành việc cắt chỉnh địa giới hai hạt Hà Tiên và Châu Đốc, phần đất phía Bắc Kinh Vĩnh Tế và thị xã Hà Tiên ngày nay giao cho Cao Miên. Năm 1899, Pháp điều chỉnh địa giới tại khu vực ngã ba Đông Dương giữa Ai Lao, Đại Nam và Cao Miên theo đó phần lớn diện tích Stung Treng, Hạ Lào, Pháp chuyển cho Cao Miên. Đồng thời, Pháp lập địa khu Đắk Lắc từ một phần tỉnh Stung Treng cộng với đất Nam Bản Đại Nam. Sang năm 1904, địa khu này được xác nhập hoàn toàn vào Đại Nam. Đây chính là khu vực Tây Nguyên hiện nay. Và cũng giống như phần cực Tây của Tây Bắc, Tây Nguyên cũng bị nhiều sự chia rẽ từ những kẻ chống lại nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Theo dòng lịch sử, Tây Nguyên đã thuộc quyền quản lý của Đại Việt từ đời hậu Lê. Tháng 2 năm Tân Mão, niên hiệu Hồng Đức thứ hai, tức năm 1471, vua Lê Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành, phá được thành Đồ Bàn, sát nhập 3 phần 5 lãnh thổ Champa thời đó vào Đại Việt. Hai phần trăm còn lại được vua Lê Thánh Tông chia thành các tiểu quốc nhỏ thuần phục Đại Việt là Hoa Anh và Panduranga Champa. Còn vùng đất phía Tây Champa tức tây nguyên ngày nay được vua thánh tông phong là nam bàn vương quy thuận đại việt đến thời các chúa nguyễn xây dựng đàng trong các chúa nguyễn cũng phái các sứ đoàn để thiết lập quyền lực ở khu vực tây nguyên tuy nhiên giống đời vua lê thánh tông các bộ tộc ở đây vẫn còn manh muốn nên các chúa nguyễn chỉ thiết lập quyền lực rất lỏng lẻo ở đây tuy sự ràng buộc lỏng lẻo nhưng về danh nghĩa vùng đất nam bàn tây nguyên vẫn thuộc phạm vi bảo hộ của các chúa nguyễn Đến thời Tây Sơn, rất nhiều chiến binh thuộc các bộ tộc thiểu số Tây Nguyên gia nhập quân đội Tây Sơn, đặc biệt là đội tượng binh nổi tiếng của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Tây Sơn Thượng Đạo, vùng đất phía Tây đèo An Khê chính là căn cứ chuẩn bị lực lượng cho quân Tây Sơn thủa ban đầu. Người lãnh đạo việc hậu cần của quân Tây Sơn tại đây là người vợ dân tộc Ban Na của Hoàng đế Nguyễn Nhạc. Sang đến triều đại nhà Nguyễn, thời vua Minh Mạng vừa cho sát nhập hoàn toàn Nam Bản vào cương thủ Đại Nam, được thể hiện trong Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, vẽ năm 1834. Tuy vậy, đây vẫn là một vùng rất hẻo lánh và ít được quan tâm. Và phải đến khi Pháp nắm được quyền kiểm soát Đại Nam, người Pháp đã thực hiện hàng loạt các công cuộc thám hiểm và chinh phục vùng đất này với hàng loạt các đồn điền và các khu nghỉ mát cho người Pháp. Tây Nguyên mới thực sự nổi bật trên bản đồ Việt Nam.